Xin chào mọi người đang quay trở lại với kênh YouTube channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người may một chiếc tạp dề giống như mình đang đeo này. Đây mình sẽ đứng lên cho mọi người thấy rõ nhé. Dạo gần đây thì mình thấy mọi người rất là quan tâm đến chủ đề nấu ăn, tại vì hiện tại thì mọi người đang phải ở nhà cách ly do dịch Covid nó rất là căng thẳng luôn. Thế nên là mình thấy là mọi người ở nhà không có cái việc gì làm đấy thì mọi người hay là nấu ăn rất là nhiều này, đấy, tập tành nấu ăn các thứ. Thì mình nghĩ là cái chủ đề về tạp dề này nó sẽ hữu ích cho mọi người, tại vì khi mà mọi người nấu nướng thì nó sẽ bắn dầu hay là nó bẩn quần áo của mọi người ấy, thì những cái tạp dề như thế này nó bổ trợ cho mọi người rất là nhiều, và đặc biệt là nó cũng rất là xinh. Mọi người mặc vào kiểu cảm giác cái hứng thú nấu ăn nó lại càng lên cao hơn nữa. Và đặc biệt là cái tạp dề này nó có cái chi tiết lọc bèo nhún này đó, thì nó rất là đáng yêu và khá là cute. Nằm hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là may chiếc tạp dề này để mọi người có thể ở nhà nấu ăn và enjoy. Ok, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. xinh xắn. Mình sẽ đeo lên cho mọi người màu xanh nhé. Và mình hy vọng mọi người sẽ thích cái video này. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình ra tiếp những video tiếp theo nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.